Khi chúng ta không thấy biết rõ một điều gì, thì tưởng tượng liền xen vào và tô vẽ thêm thắt để tạo dựng điều ấy thành một khái niệm chủ quan theo tầm nhìn, kiến thức và kinh nghiệm giới hạn của mình. Cũng vậy, khi không thấy biết chính mình, mỗi người tự dựng lên một cái ta ảo tưởng mà nội dung và tầm vóc của nó được đo lường bằng những gì người ấy mong ước, chọn lựa và chiếm hữu. Cái gì thích thì cái ta thu thập, tích lũy, chiếm dụng, duy trì. Cái gì không thích thì cái ta loại bỏ, khử trừ, xa lánh, hủy diệt. Từ đó, cái ta quy định chính mình trong khái niệm của ta, đối lập với không phải của ta, để rồi phân danh cái trong, cái ngoài, cái thuận, cái nghịch. Vô hình chung, ngay từ lúc khởi sinh, cái ta đã hàm ẩn tính nhị nguyên, mâu thuẫn, đối kháng và hữu hạn. Thế rồi cái ta lớn dần theo sự bành trướng khối lượng mà nó chiếm hữu, tích tập. Nhưng khi cái ta sở hữu một điều gì, thì đồng thời cũng phải bị sự khắc chế của cái đối nghịch với điều đó. Ví dụ như khi bạn chọn lựa sở hữu sự yên tĩnh, thì bạn liền bị ồn ào khắc chế. Cho nên muốn được như ý, thì phải đối đầu với bất như ý. Nghĩa là tham lam càng lớn, thì sân hận càng nhiều, và mãi bị cuốn hút trong những đối tượng bên ngoài của tham và sân. Cái ta quên mất thực tại đang là nơi bản thân sự sống. Không thấu rõ thực tại sự sống chính là khởi điểm của vô minh. Cái ta vốn là một ảo tưởng, nó lại phóng ra những ảo tưởng khác để đuổi theo, cho đến khi quên mất chính mình. Cái ta không tự biết mình lại một lần nữa rơi vào tình trạng vô minh. Và trong khi đuổi theo ảo tưởng của chính mình, cái ta phải đối mặt với cái thích và cái không thích mà nó tự phân danh, chọn lựa, nên không ngừng suy tư, tính toán, quyết định để tạo ra hành động và phản ứng. Lúc bây giờ cái ta càng lún sâu hơn vào con đường tạo tác, đó là vô minh trong tạo nghiệp. Vô minh trong tạo nghiệp là không thấy rõ lúc gieo nhân, không thấy rõ lúc gặt quả, nên không thể nào biết được mối tương quan nhân quả, duyên báo trong đời sống của mình. Cái ta chỉ dựa vào những khái niệm mơ hồ theo tư ý chủ quan, hoặc theo ý kiến của người khác, để phán đoán, giải thích, tạo thành những quan niệm, chủ trương, học thuyết, chẳng hạn như chủ nghĩa duy tâm, duy vật, duy thần về vũ trụ, con người, cuộc sống, và nhất là biến cái ta nhất thời thành tự ngã cố định. Thế là lại một lần nữa, vô minh xuất hiện dưới hình thức tà kiến, quan niệm sai lầm. Chúng ta vừa phác họa sự hình thành bản ngã và vòng quỹ đạo luẩn quẩn chính nó vạch ra. Vòng luẩn quẩn mà Đức Phật gọi là luân hồi sinh tử, được mô tả như vòng quay của một bánh xe, vừa lăn tới, vừa lập lại, mà mỗi vòng khởi điểm từ vô minh, để rồi gặp lại vô minh ở một điểm kế tiếp. Vòng luân hồi được biểu hiện như một tiến trình tâm sinh vật lý khi giác quan tương giao với đối tượng, như một kiếp sống từ khi sinh ra đến lúc già chết, như sự tái sinh từ kiếp sống này qua kiếp sống khác, lặp đi lặp lại vòng luân hồi sinh tử, tử sinh. Đức Phật mô tả vòng luân hồi như sự vận hành của 12 điều kiện tùy thuộc vào nhau để phát sinh. Trong 12 điều kiện tương sinh này, chúng ta chỉ cần lưu ý đến 4 yếu tố: vô minh, ái dục, trở thành và sinh tử. Vậy luân hồi chính là vòng quay lặp lại bất tận của bánh xe sinh tử. Bao lâu vô minh còn hiện hữu, thì chúng sinh vẫn còn tham muốn trở thành. Luân hồi bắt đầu từ vô minh. Vô minh sinh ra ái dục. Ái dục dẫn đến trở thành. Trở thành đưa đến sinh tử. Toàn bộ tiến trình này tạo ra khổ đau. Bản ngã lấy vô minh làm nhiên liệu, lấy ái dục làm động cơ, và lấy trở thành, hữu, để khởi động bánh xe luân hồi quay lăn trên đường sinh tử.
Vậy chính bản ngã tự tạo ra luân hồi sinh tử, với biết bao phiền não, khổ đau, thăng trầm, biến đổi cho mình và người. Nhưng ở trong vô minh, bản ngã làm sao biết được chính mình là nguyên nhân gây ra tất cả khổ đau, bất hạnh ấy? Trái lại, bản ngã tưởng rằng nguyên nhân đau khổ đến từ bên ngoài, nên muốn giải thoát ra khỏi hoàn cảnh khổ đau để tầm cầu an lạc. Nhưng bất hạnh thay, bản ngã không bao giờ có thể thực hiện được ý muốn giải thoát của mình. Đơn giản chỉ vì ý muốn giải thoát cũng vẫn là hình thức khác của tham vọng trở thành trong quỹ đạo luân hồi của chính nó. Tóm lại, cái ta tách rời sự hoàn hảo của Pháp, nên nó là hiện thân của sự bất toàn. Nó luôn cố gắng trở thành để thực hiện tham vọng cầu toàn, nhưng không biết rằng chính ý muốn đó đã làm cho nó bất toàn và hữu hạn. Sở dĩ có mong muốn trở thành vì cái ta không vừa lòng với chính nó, không vừa lòng với thực tại là tâm sân, mong muốn trở thành là tâm tham. Vì vậy, cái ta không thể nào biết đến tự tại là gì khi đã rơi vào cái bẫy thời gian của sự trở thành giữa bất mãn và tham muốn. Khi bạn thấy ra sự hình thành của cái ta ảo tưởng cùng với toàn bộ vòng quay luẩn quẩn của quỹ đạo luân hồi tự nó tạo ra và nhấn chìm chính nó, thì vấn đề của bạn không phải là cầu toàn cho bản ngã, mà là thoát ly toàn triệt ảo tưởng hình thành bản ngã ấy. Điều này đã được Đức Phật mô tả rõ ràng trong bốn sự thật. Sự thật về khổ, về nguyên nhân khổ, về sự chấm dứt khổ, và về yếu tố chấm dứt nguyên nhân sinh khổ. Chúng ta không nên nói đạo đế là con đường chấm dứt khổ, vì có thể dẫn đến hiểu lầm xem giải thoát là ý muốn diệt khổ để được lạc, ly khổ đắc lạc. Đúng hơn, chúng ta nên hiểu đạo đế là yếu tố chấm dứt nguyên nhân sinh khổ. Nguyên nhân đó là không nhận ra chân lý nơi thực tại hiện tiền, là vô minh, đưa đến ham muốn trở thành, là ái dục, là động cơ tạo tác để trở thành, hữu. Và tạo tác trở thành chính là tập đế tạo ra luân hồi sinh tử, mà hậu quả là phiền não khổ đau, tức là khổ đế. Vô hình chung, trong dòng chảy nhân quả nghiệp báo này, một cái ta ảo tưởng được hình thành, vừa gieo nhân, vừa gặt quả. Vậy chấm dứt nhân sinh khổ cũng chính là thoát khỏi cái ta ảo tưởng này. Đạo đế bao hàm tất cả yếu tố giải thoát, mà trong đó có 10 yếu tố nổi bật, được gọi là ba la mật, parami. Parami có nghĩa là parangatta, đến bờ kia. Bờ kia ám chỉ sự giải thoát toàn triệt khỏi cái ta ảo tưởng. Cái ta luôn mong muốn trạng thái như ý. Dù ở mức độ nào, ý muốn này cũng không thoát khỏi quỹ đạo của sự tạo tác trở thành. Nghĩa là nó vẫn loanh quanh trong vòng luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau. Vậy đến bờ kia, chính là thoát ly hoàn toàn khỏi sự đắm chìm trong biển khổ do bản ngã tạo nên. Cuộc đời không phải là nguyên nhân của đau khổ. Chính cái ta ảo tưởng biến cuộc đời thành bất hạnh. Cái ta ảo tưởng của mỗi người tuy khác nhau, nhưng nội dung hoạt động vẫn là vô minh sinh ra ái dục. Ái dục dẫn đến trở thành. Trở thành đưa đến sinh tử. Toàn bộ tiến trình này tạo ra khổ đau. Khi bị cái ta ảo tưởng đánh lừa, thì bạn mãi đắm chìm trong sầu, bi, khổ, ưu não, nên gọi là bến mê. Khi không còn bị cái ta ảo tưởng mê hoặc, thì phiền não khổ đau cũng chấm dứt, nên gọi là bờ giác. Ngay tại đây và bây giờ, mê là bờ này, giác là bờ kia. Vậy chỉ có mê hay giác, còn bến này, bờ kia chỉ là ẩn dụ mà thôi. Do không thấy rõ ẩn dụ này, nên nhiều người vẫn còn ảo tưởng đạt được niết bàn ở bờ bên kia,
tận chân trời xa tít mù khơi nào đó. Nhưng sự thật chỉ đơn giản là, hễ sống theo cái tạo tưởng, thì ở bờ này, còn sống thuận theo pháp tánh, thì ngay đó chính là bờ kia. Bờ này là cái ta ảo tưởng, bờ kia là thực tánh chân đế. Vậy đến bờ kia, thực ra chỉ là tỉnh một giấc mơ, thì ngay đó là trở về với thực tại. Đang trong giấc mơ là bờ này, tỉnh ra liền đến bờ kia. Thế nhưng giấc mơ của cái ta quá sâu dày, đến độ cái ta đắm chìm trong ảo mộng. Dù trong giấc mộng kinh hoàng nhất, cái ta vẫn cố gắng đổi thay, với hy vọng trở thành mộng đẹp, chứ không cam lòng tỉnh dậy. Không tỉnh thức, thì dù giấc mộng đẹp đến đâu, cũng chẳng khác gì cơn ác mộng. Cái ta là một ảo tưởng xuất phát từ những ý niệm mơ hồ nhất, do đó nó ảo hóa khôn cùng. Bạn chỉ có thể phát hiện sự có mặt của nó dưới nhiều hình thức khác nhau, như tính ích kỷ, phóng túng, tham dục, vô minh, giải đãi, nôn nóng, chấp hữu, chấp không, đối kháng, thủ trước, vân vân. Bao lâu cái ta còn hiện hữu, thì mọi hành động của nó không thể nào hoàn hảo, vì bị giới hạn trong những thuộc tính bất toàn của chính nó. Chỉ khi cái ta chấm dứt cùng với toàn bộ những thuộc tính ấy, thì hành động vô ngã liền xuất hiện một cách hoàn hảo tự nhiên. Đó chính là đến bờ kia, Ba La Mật, sự giải thoát toàn triệt ra khỏi mọi ranh giới hữu hạn của bờ này. Vít Đoan hỏi rằng, thưa sư ông, nhờ minh mới hết tâm si, khi nào minh hoàn toàn, tâm si mới chấm dứt được, khi còn si mới chỉ là minh tạm thời, hoặc là minh ở trong mặt ý thức, còn minh trong mặt vô thức vẫn còn trói buộc, chứ không phải nhờ tâm si đoạn diệt với mới minh hoàn toàn, có đúng như vậy không thưa sư ông, con xin cảm ơn ạ. Cái vô minh đó là, vô minh đó là nó rất là vi tế, cho nên đó là vô tham, vô sân, vô si cũng chưa chắc đã hết vô minh. Vô tham, vô sân, vô si đó. Tức là tâm thì có tâm, nói chung là nó có hai cái, một là tham, sân, si, hai là vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà khi mà chưa có vô tham, vô sân, vô si một cách hoàn toàn á, thì vẫn còn vô minh. Cho nên á, là một cái bậc Tu Đà Hoàng này, Tư Đà Hàm này, A-na-hàm thì vẫn còn vô minh. Chỉ tới A-la-hán mới là hết vô minh thôi. Còn cái thiền định á, thì nếu là thiền định mà thuộc về chánh định á, vô vi vô ngã đó, thì nó đi kèm theo với là trí tuệ. Còn nếu như mà thiền định mà định hữu vi hữu ngã thì nó chỉ là định của sắc giới, vô sắc giới thôi. Mà định sắc giới, vô sắc giới đó, thì vẫn còn vô minh ái dục. Cho nên là nó vẫn còn sắc ái, vô sắc ái. Đó, chẳng hạn như vậy. Cho nên nó là cái sắc ái này, vô sắc ái này, rồi trào cự này, rồi ngã mạn này và vô minh, thì đến A La Hán mới là dứt sạch được. Chứ còn á thì cái vị Tu Đà Hoàng chẳng hạn, hay là cái vị Tư Đà Hàm chẳng hạn, thì vẫn còn tham sân si. Nhưng mà ở cái mức độ vi tế hơn thôi, cho con vẫn còn tham sân si. Thì đến A-na-hàm thì không còn sân.
Chứ còn mà tham với si vẫn còn. Nên vô minh đó là, nhưng mà bây giờ mình nói là mình nói trước trước mặt trong sự tu tập của mình đó, tức là khi mình mà sáng suốt biết rõ đó, thì lúc đó là mình. Còn nếu mà mình không sáng suốt biết rõ thì lúc đó là vô minh vậy thôi. Còn cái chuyện vô minh đến đến hoàn hảo hay là chưa hoàn hảo, chuyện nói chuyện khác. Còn bây giờ trước mắt là mình phải thấy ra minh hay vô minh cái đã.